guri, chim của tao. Đúng rồi. Đây các bác xem tướng tá con này như này nhá. Chân mốc già này. Thuần. Cườm cao, đen sẫm. À. Chân không có tật lỗi gì, âm giọng như thế. Sau khi tôi đăng này khoảng 3 tiếng nữa. Nếu anh nào nhanh tay thì alo chốt đơn hàng. Chỉ 3 tiếng là mất hút thôi. Con này mình đăng clip mới nhất của ngày 27 tháng 5. Mình đăng clip số 99. Có chim này là 35 lồng rồi. Bảo ok rồi. Nó là giống chim rừng nhá. Chim rừng nuôi lâu rồi. Bảo được rồi. Đó. Giọng như trên. Đấy là gù. Còn giọng nếu mà gáy thì có tí vẫn có âm đồng đấy. Anh em nào thiện chí là 01635305982.